Hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người Việt Nam hướng tới cộng đồng. Hưởng ứng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, nhiều trường đại học đã phát động thầy trò cùng hiến máu với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. 340 đơn vị máu đã được thu về trong ngày đầu tiên phát động phong trào hiến máu của thầy trò trường Đại học Đại Nam năm nay, vượt 170% lượng máu so với dự kiến ban đầu. Đây đã là năm thứ ba phong trào được phát động và có những sinh viên đã tham gia hiến máu cả 3 lần. Thông điệp của ngày hội đã lan tỏa, trở thành ngày hiến máu thường niên đối với các em sinh viên trong trường. Đây là lần thứ ba em hiến máu rồi ạ. Và em cảm thấy cái hoạt động hiến máu này nó một ý nghĩa cao đẹp và giúp ích được cho nhiều người. Chúng tôi hướng cho sinh viên, tuổi chúng ta còn trẻ, chưa đóng góp được gì nhiều cho đất nước thì hãy đóng góp cho cộng đồng những thứ mà chúng ta đang có, đó là giọt máu cho đi và cuộc đời ở lại. Trong chuỗi hoạt động thành lập đoàn, những sinh viên năm cuối của nhà trường còn được tham gia tư vấn các kỹ năng xin việc sau này thông qua cổng giao dịch việc làm được nhà trường ký kết với các đơn vị tuyển dụng uy tín. Trau dồi kiến thức cùng các hoạt động thiện nguyện giúp các em sinh viên có thêm nhiều kỹ năng sống ngay từ ngồi trên ghế nhà trường.